Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như Phật đã dạy, do ngờ vực mê lầm nên có dục. Lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, mê lầm do nhân gì? Cái gì tập khởi? Cái gì sanh ra? Cái gì làm duyên mà có mê lầm? Do đâu có mê lầm? Do đâu không có? Phật bảo Đế Thích: Lấy hư vọng làm nhân, từ hư vọng tập khởi, do hư vọng phát sanh, nương hư vọng làm duyên, do có hư vọng nên có mê lầm, do có mê lầm nên có dục, do có dục nên có oán thân, do có oán thân nên có thương ghét, do có thương ghét nên mới có đao kiếm đánh nhau, thưa kiện, tranh cãi, lòng sanh nịnh hót, lời nói không thành thật, khởi lên nhiều nghiệp xấu, là pháp bất thiện như vậy. Do đây, khối khổ lớn tích tụ. Này Thiên Chủ, nếu không có hư vọng, liền không có nghi ngờ mê lầm. Nếu không có mê lầm, liền không có tham dục. Nếu không có tham dục, liền không có oán thân sanh ra. Oán thân không có, thương ghét tự trừ. Vì không có thương ghét, thì đao kiếm đánh nhau, thưa kiện, tranh cãi, lòng nịnh hót, lời nói không thành thật. Các thứ nghiệp xấu là pháp bất thiện đều được tiêu trừ. Như thế, thời khối khổ lớn tiêu diệt. Đế Thích bạch Phật: Đúng vậy, đúng vậy, thưa Thế Tôn. Diệt trừ hư vọng, đó là pháp bát chánh đạo. Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp diệt trừ hư vọng ấy, nếu bí sô thực hành ở trong pháp biệt giải thoát có mấy pháp? Phật dạy: Này Thiên Chủ, pháp hư vọng này trong pháp biệt giải thoát có 6 pháp. Những gì là 6? Đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân cảm xúc, ý phân biệt pháp. Này Thiên Chủ, mắt xem sắc có 2 thứ, đó là sắc nên xem và sắc không nên xem. Thứ không nên xem là đối với tất cả cảnh giới của pháp ô nhiễm thì không nên xem. Thứ nên xem là đối với các cảnh giới của pháp thiện thì nên quán sát. Cũng vậy, mắt xem cảnh sắc cho đến ý phân biệt pháp cũng như thế. Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật biết được nghĩa này, những điều không nên xem là nếu mắt nhìn cảnh thuộc pháp bất thiện. Hễ nhìn nó, liền tăng trưởng pháp ô nhiễm, tổn hại pháp lành. Còn những điều nên xem là mắt thấy các cảnh thuộc pháp thiện. Hễ thấy nó, liền tăng trưởng pháp thiện, làm tổn giảm pháp ô nhiễm. Cho đến ý phân biệt pháp trần cũng giống như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con nhờ Phật được nghe pháp này rồi, mãn nguyện vui sướng, đoạn trừ nghi ngờ mê lầm. Lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu lại có bí sô muốn đoạn trừ hy vọng, phải đoạn bao nhiêu pháp, hành bao nhiêu pháp? Phật dạy: Này Thiên Chủ, nếu có bí sô muốn diệt trừ pháp hư vọng, cần phải đoạn 3 pháp, hành 3 pháp. Một là nghi ngờ mê lầm, hai là mong cầu, ba là lời nói vô nghĩa. 3 pháp này cũng có thể thực hành, cũng có thể không thực hành. Nói không thực hành tức là đối với 3 pháp bất thiện phải đoạn trừ không thực hành. Nếu thực hành sẽ tăng trưởng pháp bất thiện, sẽ tổn giảm pháp thiện. Còn nói nên thực hành tức là đối với 3 pháp bất thiện siêng năng đoạn trừ, liền được tổn giảm pháp bất thiện, pháp thiện được tăng trưởng. Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nay con nhờ Phật được hiểu nghĩa này, đó là 3 pháp nghi ngờ mê lầm, mong cầu và nói lời vô nghĩa. Nếu lại thực hành nó thì pháp thiện bị tổn giảm, pháp bất thiện được tăng trưởng.
Nếu các bí sô đối với ba pháp này siêng năng đoạn trừ, thì pháp bất thiện liền được tổn giảm, pháp thiện được tăng trưởng. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, nếu có bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng, có mấy loại thân? Phật dạy, này Thiên Chủ, nếu có bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng, thì có ba loại thân. Ba loại thân đó là thân vui thích, thân khổ não và thân xả. Thân vui thích có hai nghĩa, đó là nên thực hành và không nên thực hành. Nên thực hành là các pháp thiện, không nên thực hành là pháp bất thiện. Thân khổ não và thân xả cũng là như vậy. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nay con nhờ Phật được hiểu nghĩa này. Nếu các bí sô thực hành pháp diệt trừ hư vọng đối với thân vui thích, thân khổ não và thân xả, ba loại thân này nên thực hành theo các pháp thiện. Các pháp bất thiện đều không nên thực hành. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật. Thưa Thế Tôn, tất cả chúng sanh, sự ưa muốn, nhớ nghĩ và sắc tướng có giống nhau không? Phật dạy, chẳng giống nhau. Này Thiêm Dương, tất cả chúng sanh không cùng một ưa muốn, không cùng một nhớ nghĩ, không cùng một sắc tướng. Này Thiên Chủ, tất cả chúng sanh tuy mỗi mỗi đều ở trong cảnh giới của mình, nhưng không biết các cảnh giới sai biệt. Vì không biết các cảnh giới sai biệt, cho nên mới đi vào con đường tối tăm, trở lại chấp pháp si mê, cho đó là chân thật. Các chúng sanh này không biết các cõi muôn ngàn sai biệt. Điều họ biết được chỉ là cảnh giới tối tăm, chấp chặt lấy si mê mà cho là chân thật. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như Phật đã dạy, nay con nhờ Phật nên biết được nghĩa này. Tất cả chúng sanh không cùng một ưa muốn, không cùng một nhớ nghĩ, không cùng một sắc tướng. Do vì các chúng sanh ấy không biết sự sai biệt, cho nên mới chấp sự si ám cho là chân thật. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, tất cả sa môn, bà la môn đều đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo chăng? Phật dạy, chẳng phải như vậy, điều này có hai nghĩa. Này Thiên Chủ, nếu các sa môn, bà la môn nào không thể tận trừ ái dục, chắc chắn không thể nào đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Còn nếu sa môn, bà la môn nào có thể đoạn trừ được ái dục, liền chứng được tâm giải thoát cao nhất, chánh giải thoát, kẻ ấy mới gọi là đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Như lời Phật dạy, nay con nhờ Phật hiểu được nghĩa này. Nếu các sa môn, bà la môn nào không thể tận trừ ái dục, kẻ ấy quyết định không thể nào đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Còn nếu các sa môn, bà la môn nào đã tận trừ được ái dục, thì quyết định đạt được tâm giải thoát cao nhất, chánh giải thoát, kẻ ấy mới gọi là đạt được phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo. Bây giờ Đế Thích lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, nay con làm sao vĩnh viễn xa lìa bệnh của các kiến chấp, khiến nó không còn sanh ra nữa? Bệnh của các kiến chấp ấy từ tâm thức sanh ra, vậy tâm thức này của con lại phải làm thế nào? Con tuy hỏi Phật về ý nghĩa các thứ, nhưng tại sao con vẫn không đạt được thánh quả, được quả ứng chánh đẳng giác của Phật Như Lai? Cúi mong Đức Thế Tôn vì con đoạn trừ nghi ngờ mê lầm là cội rễ của các bệnh kiến chấp. Phật dạy, này Thiên Chủ, ông có biết không, vào thời trước có Sa Môn, Bà La Môn cũng hỏi về ý nghĩa này. Đế Thích bạch Phật, nay con nhớ lại, trong một thời có chư thiên với oai lực lớn nhóm họp ở hội thiện pháp cùng trời đao lợi.
Khi ấy trong hội có một thiên nhân vì không biết pháp nên vội muốn thành Phật. Vì có ý như vậy nên họ bạch với Thế Tôn. Thế Tôn quán sát thấy họ là những người ngu si, cho nên Thế Tôn đã không thọ ký cho họ. Bây giờ chư thiên ấy vì không được mãn nguyện, tâm có sai biệt, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, mỗi người đều trở về chỗ ở của mình. Chỗ ở của họ chẳng hiện ra nên liền bị đọa lạc. Lúc đó chư thiên này vì bị đọa lạc nên hết sức sợ hãi, tâm sanh nghi ngờ mê lầm, ai cũng nghĩ như vậy. Chỗ ở của mình không hiện ra, chắc chắn phải bị đọa lạc. Nếu ta thấy được vị sa môn, bà la môn nào liền đến để thưa hỏi. Ông có phải là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đặng, Chánh Giác chăng? Bây giờ chư thiên kia hoặc có người thấy con, một mình đi kinh hành đến chỗ con hỏi. Này nhân giả, ngài là ai? Con đáp, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Khi ấy chư thiên kia trong lòng rất khổ não thưa. Này Thiên Chủ, há ngài không thấy tôi đang bị khổ sở sao? Vì tôi hướng đến Phật để hỏi pháp, nhưng không thể hỏi được. Muốn quy y mà không quy y được. Vì dùng tâm sai biệt nên liền trở về chỗ ở của mình. Chỗ ở của mình lại chẳng hiện ra. Chắc chắn biết mình đã bị đọa lạc, cho nên khổ não, mong được cứu hộ. Này Thiên Chủ, kể từ ngày hôm nay, tôi thệ nguyện quy y Phật, làm đệ tử thanh văn. Khi ấy, con liền nói kệ đáp vị thiên kia. Các ngươi khởi niệm tà, nói ra cũng bất chánh, tâm sai biệt cầu Phật, do đó chịu khổ mãi. Hoặc thấy vị sa môn và các bà la môn kinh hành liền thưa hỏi, ngài là chánh giác chăng? Nếu là bậc chánh giác, con quy y cúng dường. Con liền hỏi vị kia, làm sao để cúng dường? Chỗ hỏi không thể biết. Phật chánh đạo như thật. Khi ấy thiên chúng kia, những dục vọng trong lòng, tâm và tâm sợ pháp, nghi lầm mà phân biệt. Con biết tâm pháp họ, như Thế Tôn đã dạy, con đã nói với họ, ở trong ba cõi này, chỉ có Phật Thế Tôn là Đại sư Thế gian, khéo phục Đại Ma Quân, hay độ các hữu tình đến bờ giác Niết Bàn, Như Lai Đại Giác Tôn, ở cõi trời và người, không có ai bằng được. Đại Trượng Phu Vô Quý, khéo đoạn bệnh tham ái, Như Lai Đại Nhật Tôn, người nay cúi đầu lại. Khi Thiên Chủ Đế Thích nói việc này xong, Phật lại bảo, này Thiên Chủ, ông có thể biết được việc quá khứ kia, đó là lợi phân biệt và lợi ưa thích. Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay con nhớ lại một thuở xưa, chư thiên và A-tu-la cùng đánh nhau, thiên nhân thắng trận, A-tu-la bại trận. Con suy nghĩ như vậy. Những điều vui thích của thiên nhân và của A-tu-la, nay con một mình được sự vui thích. Nhân được cái lợi vui thích như vậy, thì suốt cả cuộc đời này cần phải tranh giành, đao binh sát hại nhau, đó gọi là cái lợi của sự vui thích. Còn lợi phân biệt thì suốt cả đời này không có tranh giành, cho đến việc dùng binh đao tàn hại lẫn nhau, đó là lợi phân biệt. Đế Thích lại thưa, bạch Thế Tôn, con nay nhờ Phật được nghe chánh pháp này, lại càng thêm thâm tín, phát khởi hạnh nguyện. Nguyện cho con sau khi mạng chung, nếu sanh ở nhân gian thì được sanh vào nhà giàu có, sang trọng, có nhiều tiền bạc lúa thóc, chứa nhiều châu báu, xe cộ, đồ dùng tốt đẹp, quyến thuộc đông đúc, mọi thứ đầy đủ, thường không thiếu thốn. Nguyện con sẽ sanh vào nhà giàu có như vậy, ở thai người thân thể tròn đầy, sắc tướng đẹp đẽ, ăn uống thượm vị, tôn quý tự tại, thọ mạng lâu dài, khởi lòng tin chân chánh,
theo Phật xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa mà Bí Xô thường giữ phạm hạnh, không có thiếu sót sai phạm, chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, cho đến đạt được hết bờ bến của sự khổ. Bạch Thế Tôn, con lại nghe nói có cõi trời sắc cứu cánh, mong cho khi con mạng chung ở nhân gian được sanh lên cõi trời ấy. Phật dạy: Này Thiên Chủ, lành thai, lành thai, này Thiên Chủ. Như lời nguyện của ông, do nhân duyên gì mà có được sự chứng quả thù thắng ấy? Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con riêng không có nguyên nhân gì, chỉ nhờ theo Phật, nghe chánh pháp mà phát khởi đức tin sâu xa, nhờ nguyện lực ấy mà chứng được quả như vậy. Bạch Thế Tôn, nay con ở trong hội này được nghe chánh pháp, nhờ pháp lực ấy nên được tăng trưởng trí tuệ, lại được tăng thêm tuổi thọ. Khi ấy Đế Thích phát nguyện này xong, xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Đồng thời có 8 vạn người trời cũng được pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ Thiên Vương Đế Thích nghe pháp, thấy pháp mà có thể biết rõ, an trụ vững chắc nơi pháp, đoạn các nghi lầm. Chứng như vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay đảnh lễ Phật. Bạch Thế Tôn, con được giải thoát, con được giải thoát. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, thọ trì giới U Bà Tắc. Bây giờ Thiên Chủ Đế Thích đang ở trước Đức Phật, quay lại nói với Ngũ Kết Càng Thác Bà Vương Tử: Nhờ ngươi mà ngày nay ta được hoan hỷ, lợi lạc và nhiều người cũng được lợi ích. Nhờ ngươi đã đến trước dùng âm thanh vi diệu này cúng dường Phật, khiến cho chúng ta được nghe pháp chứng quả. Chờ ta trở về cung, khiến ngươi được mãn nguyện. Khi ấy Thiên Chủ Đế Thích lại bảo thiên chúng cõi đau lời: Này các nhân giả, các ngươi hãy dùng phạm âm 3 lần xin quy y Đức Phật. Vì sao như vậy? Vì ngày nay Đức Phật Thế Tôn đã đắc phạm trụ tịch tỉnh Niết Bàn. Bây giờ thiên chúng đi theo Đế Thích đều nhiễu quanh chỗ Phật 3 vòng, đầu mặt lại sát chân Phật, đứng trước Đức Phật, khác miệng cùng lời, bèn nói tiếng phạm 3 lần quy y Phật. Nam mô Na Mạc Tát Đa Tát Muội Bà Nga Phạ Đế Đát Tha Nga Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Một Đà Giả. Thành kính đảnh lễ bậc Nhất Thiết Trí Thế Tôn A La Hán Chánh Đặng Chánh Giác. Thiên Chủ Đế Thích và các thiên chúng ấy 3 lần quy y Phật xong, cùng với Ngũ Kết Càng Thác Bà Vương Tử biến mất khỏi hội chúng, trở về cõi trời. Bây giờ Đại Phạm Thiên Vương, chủ cõi Ta Bà, ngày đã qua, đêm đến, đi đến chỗ Phật, thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng hang Đế Thích, đến trước Đức Phật, lạy dưới hai chân Ngài, lui ngồi một bên, chắp tay đảnh lễ nói kệ. Đế Thích được nhiều lợi, theo Phật hỏi chánh pháp, Phật dùng tiếng vi diệu đoạn trừ hết nghi lầm. Bây giờ Phạm Vương nói kệ xong, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi Phật nói chánh pháp, Thiên Chủ Đế Thích xa lìa mọi thứ cấu nhiễm, được con mắt pháp thanh tịnh, 8 vạn trời người cũng được con mắt pháp thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Khi ấy Đại Phạm Thiên Vương, chủ cõi Ta Bà, nghe Phật nói xong, hoan hỷ tinh dân, lạy dưới chân Phật, rồi ẩn thân biến mất, trở về cõi trời. Bây giờ Đức Thế Tôn, lúc đêm vừa tàn, đến chỗ chúng Bí Xô, đi vòng quanh rồi an tọa,
bảo Cát Bí Sô: Ngày đã qua khoảng nửa đêm, Đại Phạm Thiên Dương chủ cõi Ta Bà đi đến chỗ ta, lạy dưới chân xong, chắp tay cung kính nói kệ: Đế Thích được nhiều lợi, theo Phật hỏi chánh pháp, Phật dùng tiếng di diệu, đoạn trừ hết mê lầm. Lại nói với ta: Thiên chủ Đế Thích khi nghe chánh pháp, được mắt pháp thanh tịnh, và tám vạn trời người cũng được mắt pháp thanh tịnh. Ta liền nói: Đúng vậy, đúng vậy. Khi ấy Phạm Dương nghe lời ta nói, hoan hỷ tinh dân, lạy dưới chân ta, rồi ẩn thân biến mất trở về cõi trời. Bây giờ Cát Bí Sô nghe Phật nói pháp này xong, thấy đều hoan hỷ, lạy Phật lui ra.